Ok, hello, xin chào em nhé. Thì hôm nay ý, cuối tuần mình cũng có thời gian thì mình lại làm một cái video nhận định về cái xu hướng thị trường của vàng và EUR trong cái tuần sắp tới. Ok nha. Rồi thì mình sẽ bắt đầu đi từ cậu vàng trước nha anh em nhé. Thì anh em có thể để ý này, sóng cái khung ngày của cậu vàng ấy thì hiện tại nó vẫn đang là một con sóng uptrend, đồng ý không? Nó vẫn là một sóng uptrend đây, nó đang tăng tăng trưởng này. Thì như cái video ở tuần trước ấy mình có nhận định là gì, là cái nhịp pullback này của vàng này này nó về đây lấy instrument để confirm đỉnh swing high mới em nhá, cái đỉnh mà 2431 đây này, thì có thể là nó sẽ pullback hẳn về vùng bên dưới nếu nó thiếu thanh khoản cái vùng vùng 57 cho đến 2222 này em nhá. Nếu thanh khoản thì nó sẽ pullback về, còn cái trường hợp mà nếu đủ em nhá, nếu mà đủ rồi ấy, thì tiếp tục nó tăng trưởng và nó sẽ về nó khai thác cái đỉnh swing high, tức là cái đỉnh 2431 này này em này, và về đây này em để ý này, về đây này kỳ vọng mình kỳ vọng trong tuần tới là về nó quét cái đỉnh này em nhá, nó quét dâu qua, nó quét thanh khoản đấy, và sau đó thì nó tiếp tục nó giảm xuống, nó mitigate cái vùng POI bên dưới này, ok anh em, cái vùng decision POI này. Thế thì anh em có thể là canh cái nhịp counter trend ở tuần tới, anh em có thể sell vàng về được nếu cái trường hợp mình nói nhé, luôn là cái điều kiện là nó phải quét thanh khoản em nhá, nó phải quét dâu quét thanh khoản, còn trường hợp mà đóng nến qua sẽ là tiếp diễn xu hướng hay còn gọi là BUS, ok đồng ý không? Rồi thì đấy là vàng của cái xu hướng ngày sắp của tuần tới rồi. Thì mình nhận định qua qua thế cho anh em có thể là nắm bắt được, và hai cái vùng POI em có thể canh 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 mua theo chiều pro trend, một là cái vùng bên dưới này, hai là cái vùng extreme, cái vùng nhỏ nhỏ bên dưới này này. Em nhắc đến nếu vùng này thủng sẽ kháng về vùng bên dưới đây. Ok, đấy thì hai là hai hai cái setup mà anh em phải lưu ý nhá. Còn bây giờ mình sẽ xuống vàng H4M15 đi, xem nó diễn biến ra sao em nhìn này. Thì vàng H4 ý, em nhá, vàng H4 thì lúc này em đi này, nó đang là một con sóng uptrend rồi nha em nhá, nó uptrend là sau khi nó chốc qua cái đỉnh swing high bên dưới này, chốc là chiều từ giảm thành tăng ấy, ok đồng ý không? Thì ở đây mình sẽ mapping lại một chút cái cấu trúc vàng H4 cho anh em xem này em nhá. Thì em để ý này, cái chỗ ở bên trên đây đây này, nó chính là cái vùng inducement của thằng H4 nha, ok đúng không? Và em để ý này, cái chỗ này nó chính là cái đỉnh swing high này anh em, nó phá cấu trúc nó tăng trưởng thì chỗ này có nghĩa là nó chốc đảo chiều, ok rồi. Và sau khi nó chốc đảo chiều ấy em nhá, thì lúc này nó sẽ build một cái nhịp inducement em nhá, một nhịp inducement mới bên dưới đây đúng không, cái vùng giá đây này này, này. Em nhá, ok. Và sóng H4 lúc này này nó chạy theo cái chiều là đảo chiều từ giảm thì tăng rồi, ok phải không anh em? Thì có thể là sang tuần tới em nhá, mình đánh giá cái mình với mình sáng nay mình cũng áp cho em một cái lịch kinh tế, mình đánh giá tuần tới cũng là một tuần mà cực kỳ là đầy biến động. Thì có thể là gì, anh em đợi cái nhịp mà lên tới đây là quét cái đỉnh swing high của khung ngày bên trên này, còn và có thể một nhịp pullback về nó mitigate em nha, và em có thể là đánh H415 đánh cái nhịp sóng ngắn này em mua lên cũng được, vùng bên dưới này em mua lên em nha, thậm chí là gì cái swing low bên dưới này, cái swing low này thì có thể anh em đợi có thể là nó quét thanh khoản được em nha, nhưng với cái xác suất là có thể là em chỉ target cái gọi là maximum target là lên tới cái đỉnh swing high rồi em, swing high của cái khung ngày bên trên này em nhá. Đấy đây là cái biên độ của nó là như vậy, anh em có thể là nhìn cái view của H4 nó đang tăng là như thế, và với cái trường hợp lúc này này nó đang tăng mạnh như lên như này em nhá, thì mình khuyên anh em ý là gì, là tốt nhất đừng có sell thời điểm, tức là ngày mai bắt đầu thứ hai ấy, đừng có sell chặn tàu này nhá, mỗi em muốn sell là phải đợi cái tín hiệu của cái khung ngày nó quét dâu đã ở cái đỉnh 2431 đây này em nhá, chứ đừng có chặn, đừng có xe vội vắng này mà mình lại ra đảo em nhá, ok.
Thì đấy là cái view của H4M15 thôi. Đấy, mình nhận định là như vậy. Thì những cái vùng anh em có thể canh sell, canh buy được thì mình cũng nói cho anh em cụ thể em nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ xuống cái thằng H1M5 đi. H1M5 nhá. Thì cái sóng H1 ý, thì nó cũng theo cái 2 tăng phim H4 không daily thôi. Nó đang là một con sóng uptrend này, sóng tăng này. Em đâu, em có thể nhìn cho H1, em có thể nhìn rõ cái cấu trúc của H4. Nó phóng đại ra này em nhỉ. Thì em để ý nhá, cái chỗ bên dưới này này, nó build sentiment đúng không? Đúng không anh em? Và về đây nó sweep thanh khoản này. Nó sweep thanh khoản này, được chưa? Thì có phải là gì? Là lên tới đây nó chốc đảo chiều này, chốc qua đỉnh swing 2 này. Chốc up em nhá. Ok, thì sau khi nó chốc, em để ý này, thì cả một cái chỗ cái đoạn trên này nó chạy một nhịp gọi là cái nhịp single leg, tức là nó chạy là không có điểm dừng em nhá. Thì lúc này sau khi nó, trước khi nó phá qua cái đỉnh này thì nó build một cái thanh khoản inducement dưới đây. Thì sau khi nó phá qua ấy, thì em nhìn này, cái inducement mới nó chuyển lên đâu em nhìn nhá. Nó chuyển ấy, thì lúc này nó chuyển một phát lên thẳng cái vùng mà cái vùng bên trên này này, em nhìn này, cái chỗ cái đỉnh này này, cái đỉnh này này, nó chuyển hẳn lên tới bên trên này này. Đây. Ok. Đấy, sau khi nó chốc qua cái đỉnh swing 2 này này em nhá. Đấy thì nó chạy một phát lên, nó không có nhịp điểm dừng, tức là cái gì? Ở đây nó chạy một nhịp lên này. Em nhá. Đấy, sau đó là gì? Cái chỗ đoạn này không phải là cái nhịp nó quét thanh khoản đâu em nhá, nó chỉ là một cái nhịp sóng eternal thôi em nhá. Được chưa? Ok, thì cái thời điểm nó build một cái instrument của cái khung H1 nó ở tiếp trên đây rồi này. 2411. Em nhá. Thì có thể là cái em nhìn cái H1 này nó sweep cái đỉnh này. Sweep ý, thì có thể mình nghĩ là gì? Cái H1 ý, đối với H1 ý, em đợi, em có thể xuống 15. Sau khi nó sweep hai phát chỗ này này, em có thể xuống 15. Xuống 15, em đợi chốc em nhá. Em nhìn này, nó sau khi nó sweep liên tục như này thì có thể em đợi chốc. Chốc lúc này ở đâu? Em nhìn là quét thanh khoản đúng không? Và sau đó là gì? Chỗ này chính là cái instrument của M5 này. Instrument M5 này. Đấy, lên đây là quét này, nó sweep luôn cái đỉnh này, thì lúc này chỗ này nó chính là chốc của M5 này. Đấy, thì có thể là sau khi nó sweep nó chốc thì em có thể enter một lệnh xuống bên dưới như này, SL đặt trên đây, chấp nhận đặt cầm 1R như này. Em nhá. Và quay lại H1 này. Mình bán xuống tới đâu? Thì có thể là bán xuống tới cái indicator này được, nhưng mà cái tỷ lệ LR là không được đẹp cho lắm anh em nhá. Thì đối với trường hợp anh em nào mà chấp nhận đặt cược 1R chỗ này này, thì có thể là xuống cái vùng indicator này em quản lý lệnh thôi. Còn em có thể target, một là target về cái đỉnh cũ này của nó được em nhá, theo projection. Ok, phải anh em. Còn hai nhá, nếu theo SMC ý, thì anh em có thể là enter về cái vùng order block bên dưới này được, nếu mà đặt cược 1R đánh counter trend em nhá, đánh một nhịp counter về target về hẳn vùng bên dưới này. Ok đấy, thì nếu mà lệnh này nó đạt TB thì khoảng hơn 3R, 3,5R. Ok, còn anh em cũng có thể là về đến cái vùng này, em gọi là high risk high return, liều ăn nhiều đấy, thì có thể anh em target về những vùng sâu sâu bên dưới. Tại vì sao? Nó build khá nhiều trong thanh khoản bên dưới đây này. Ok, nhưng mà cái xác suất để nó về sâu bên dưới nó sẽ thấp em nhá, và TB về đây thì có thể là có vẻ là hợp lý hơn, phải không em? Rồi, thì đấy là cái view thằng H1 em nhá. Còn cái trường hợp bây giờ là gì? Nó sweep cái đỉnh này, nó sweep cái đỉnh cũ này này, và sau đó tiếp tục nó tăng lên, thì cái nhịp sóng indicator nó chuyển dịch lên tiếp em nhá, thì chấp nhận đặt cược 1R chỗ này thôi, mất 1R chỗ đấy. Ok anh em, thì nó chỉ là cái vấn đề về xác suất trong trading thôi anh em nhá. Rồi, đấy là cái trường hợp mà mình nghĩ là H1M5 em có thể là canh sang tuần tới, em canh xem một nhịp ngắn ngắn đánh scalping, đánh ngắn ngắn 2-3R, 3-4R chỗ này cũng được em nhá. Còn cái chủ, cái xu hướng chủ đạo, cái trend chủ đạo của nó vẫn là một con sóng uptrend theo khung H4 và khung ngày. Ok anh em, thì em sell counter nó phải chấp nhận rủi ro hơn, phải không anh em? Rồi, thôi anh em nhá. Thì đấy là H1 và M5. Còn bây giờ mình sẽ sang thằng GU đi. Còn scalping thì mình sẽ không nói đến ở cái video này nhá.
Thằng EU nhá, bây giờ chuyển sang EU đi. EU xem khung ngày, xem xu hướng chính của nó trước này. Thì cái sóng chính của khung ngày nó vẫn đang là một sóng từ uptrend nó trở thành downtrend sau khi được chốt qua cái đáy swing low bên dưới này. Ok, phải không em? Và cái nhịp pullback này nó hình thành từ cuối năm ngoái, từ tháng 10 năm ngoái này. Và nó chạy trong cái khoảng trading range này, giữa swing high và swing low bên dưới này. Sau khi nó pullback về lấy cái instrument này, con phương đáy swing low nhá. Được chưa? Thì như mình cũng đã nhận định em nhiều rồi, thì là gì, trên đây vẫn còn một cái vùng kia extreme này. Và sóng nó vẫn có thể có xu hướng nó pullback hẳn về cái vùng bên trên này. Nó có nhịp thì anh em setup ấy, thì em sell xuống em nhá, đồng ý không? Còn cái trường hợp mà sóng internal này của nó chạy thì là việc của nó, chạy trong cái trading range này của anh em này, thì của chúng ta này, thì có thể là anh em cứ đánh các cái nhịp sóng theo nhịp sóng internal thôi em nhá. Ok, đánh internal, ai đánh daily thì xuống H1 hoặc là H2 em C entry cũng được. Ok, còn đâu xem cái xuống chủ đạo của nó ấy, thì có thể là gì, em nhìn này, cái sóng internal của cái khung ngày nhá, nó đã xuống đây, nó hình thành cái trục chốc nhá, trục đạo, em đồng ý không? Được chưa? Thì cái chỗ này nó build một cái instrument sau khi nó chốc này, phải không em? Và xuống tới đây nó biết thêm phát nữa này. Đó, thì em đến này, sau khi nó biết thì cái nhịp instrument mới chuyển gì ra đây, ra đây này, em nhìn này, về đây nó phản ứng không? Thấy nó phản ứng chỗ này không? Đấy, nó phản ứng, nó rút dâu này em nhá. Thì có thể là gì, là cái chỗ vùng này em xuống H1, H2 này, mình xuống H1 cho anh xem, hoặc là xuống H2 đi. H2 em đợi chốc, bộ hình chốc em xem, mình hướng dẫn hết để cho anh em trên kênh đúng không? Thì chốc mới H2 đâu, nó ở đây này, đúng không? Em đợi chỗ này hình thành, còn nếu mà nó chốc thì sẽ hình thành một vùng flip zone này, và em đợi nó quét thì khoảng là em xem. Em hiểu ý tưởng. Còn đâu trường hợp mà bây giờ mà nó chưa chốc, nó không chốc và tiếp tục tăng lên, thì cái chỗ vùng indicement của khung này là fail em nha, thất bại, thì thôi em không xe ở vùng này nữa, đồng ý không? Ok rồi, còn trường hợp nhá, giả định nhá, là cái vùng indicement này là mà fail ấy, thì có hai cái trường hợp khả năng xảy ra là gì, là nó sẽ còn cái vùng extreme bên trên này, cái vùng dâu nến này em nha, vì trên đây nó chính là cái đỉnh swing high rồi mà, swing high của cấu trúc internal khung ngày ấy, phải không anh em, đồng ý không? Còn bên dưới đây nó hình thành cái cấu trúc cái sóng swing low của khung daily em nhá. Thì có thể là gì, cái vùng indication này fail, thì em có thể canh tiếp ở vùng dâu nến này, em canh, em xe xuống được em nhá. Và hai target cho anh em lựa chọn là gì, một là đến cái swing low của khung của cấu trúc internal, và hai là swing low của cấu trúc swing, cấu trúc chính ấy em nhá, anh em. Rồi thì đấy là cái kế hoạch giao dịch tuần tới mà anh em nào mà đánh swing, đánh từ khung daily trở lên ấy, thì anh em có thể là sử dụng được anh em nhá. Còn một cái trường hợp nữa là cái vùng này nó chốc đảo chiều này, phá thẳng lên cái đỉnh swing low này, sóng internal của vùng giá này, và sau đó về nó tiếp cận cái vùng extreme này là chuyện bình thường, vì theo cái cấu trúc chính này của nó ấy, thì cái vùng swing, cái vùng extreme PR trên đây trước EBT gate thì nó vẫn có xu hướng nó về nó khai thác em nhá, đồng ý không? Đấy, thế thôi. Rồi sau đó anh em lên đây em là cái chỗ cái vùng này, vùng sell cái xác suất cao nhất để em có thể sell theo chiều pro trend của cái sóng khung ngày của EU này. Ok rồi, thì đấy là EU khung ngày. Còn bây giờ xuống H4 nhá, thì em để ý này, cái sóng H4 ý, nó đã, lúc này ý, nó đã chuyển thành một cái sóng uptrend rồi nhá, sóng bullish, sóng tăng ấy, được chưa? Thì cái xu hướng chính của nó lúc này, sau khi nó biết qua cái đỉnh này, biết lần một này, sau khi chốc đoạn dưới đây nhá, thì rồi mình không mapping lại nữa nhá, cho nó đỡ vướng. Sau đó gì, lên tới đây biết thêm phát nữa này, đồng ý không? Thì cái lần biết gần nhất đây này, thì em để này, nó build một cái indication mới chỗ nào, nó ngay bên dưới đây, cái này H4 M15 em nhá. Đây, cái vùng giá của instrument H4 này, em hiểu không? Còn lúc này này, nó sau khi nó biết, nó build cái swing low của H4 đây, được chưa? Còn cái đỉnh này là đỉnh mới lập thôi,
em nhá. Nói nhiều nó hơi khản giọng, anh em thông cảm đi. Ok, thì có thể cái kế hoạch giao dịch tuần tới của H4M15 này là gì? Thì em nhìn này. Cái lúc này sau khi cái sóng pullback này nó build một cái cấu trúc đây này thì có thể là quét thanh khoản chỗ này rồi. Em nhá. Quét thanh khoản đây này. Quét thanh khoản đây. Thì có phải là gì? Là cái xác suất ý, để mà bây giờ nó tiếp tục giảm nó vẫn có em nhá, nhưng mình nghiêng về cái khả năng mà nó tăng lên tiếp ý, sau khi nó không quét thanh khoản đỉnh này mà tiếp tục nó gọi là breakout, nó đóng đến qua ấy nhá, nó breakout qua cái đỉnh này là khả năng ý, là gì? Đây chỉ là một cái trap để anh em sell FOMO thôi nhá, em hiểu ý mình nói không? Một cái trap thôi, và nó tiếp tục tăng lên tiếp, và những anh em nào mà vội vàng entry sell counter chỗ này, cái vùng này đặt SL trên đây này, thì khả năng mình nghĩ tuần tới là một lên tới đây là quét một phát dầu qua, là quét stop loss của anh em, hai là nó tiếp tục breakout qua, nó tiếp tục tăng lên tiếp em nhá, vì ở cái đỉnh này nó không có setup, theo mình nó không có setup đẹp, đây chỉ là một cái chart để nó giúp anh em tham gia giao dịch chỗ này thôi, em hiểu không? Còn cái xác suất mình nói luôn nhá, như mình vừa nói chỗ này là quét, nó hình thành cái cấu trúc internal đúng không, cái sóng pullback đúng không, cái xác suất để mà bây giờ nó pullback về tiếp tục nó về nó khai thác cái inducement của sóng chính của H4 này là vẫn có em nhá, và có thể là anh em đợi, nếu mà trường hợp nó tiếp tục giảm em đợi về đây, em có thể là canh mua lên tiếp theo chiều project được em nhá, được chưa? Còn đấy là những cái vị thế anh em nào mà chấp nhận đặt cược 1R cho này sell counter xuống em nhá, ok phải không? Đấy, thì mình nghĩ là như vậy thôi. Còn bên dưới đây này, bên dưới đây này nó hết vùng order block rồi, không còn vùng order block nào đẹp cả, đều bị mitigate hết rồi. Thì có thể là anh em đợi nó sweep cái vùng extreme bên dưới này, cái dâu và cái vùng đáy swing low bên dưới, thì có thể là nếu cái vùng insum này là fail, nó không cản được giá ấy, thì tiếp tục sập xuống và nó sẽ phản ứng tiếp với vùng bên dưới, vùng extreme này, và tiếp tục có setup thì chúng ta lại mua lên tiếp, không có setup thì chốc đảo chiều từ tăng thành giảm của H4M15. Ok, còn cái khả năng mà mình nghiêng về như mình vừa phân tích ấy, là H4 tiếp tục nó tăng lên em nhá, được chưa? Đây chỉ là một cái chart thôi, tiếp tục tăng lên em, anh em hiểu cái ý tưởng của mình muốn nói không? Cái chỗ này mình muốn nói đấy là như vậy. Thì anh em, nếu anh em là mà nỡ mà mở vị thế chỽ này, nó giảm xuống từ 6 tuần trước cuối tuần trước khi đóng phiên ấy, đóng cửa market close ấy, thì anh em cân nhắc thôi. Đấy là cái phân tích của mình thôi nha. Vẫn mình bảo rồi, mọi cái phân tích nó đều có xác suất em nha, chứ không phải là 100% là nó sẽ đi theo cái chiều nhận định của mình em nhá. Và có thể là em mở vị thế đây vẫn có thể target về cái instrument này được. Anh em hiểu cái ý tưởng mình muốn truyền đạt không? Ok, thế thôi. Rồi thì đấy là H4 và M15 em nhá. Còn bây giờ mình sẽ xuống xem H1 đi, H1 M15 xem giá nó chạy như nào. Đây thì H1 M15 này. Thì sóng H1, đây có thể mình quay lại H4 mình xóa bớt đi cho đỡ bị vướng. H1 M15 nhá, H1 thì sóng này nó vẫn đang còn một con sóng uptrend thôi anh em ạ. Uptrend nhá, và em nhìn này. Cái chỗ bên dưới đây nó quét thanh khoản và lên tới đây ý. Lên tới đây ý, nó vẫn là BOS này. Đồng ý không? Và sau khi sóng nó BOS tiến diện xu hướng ý, thì anh em nhìn nó chạy một mạch. Em nhá, nó chạy một mạch cái chỗ vùng này này. Cái chỗ vùng này này, nó chạy một mạch cái tin tức nó ra ấy, nó chạy một mạch lên, chạy một cái single leg lên luôn, và lên tới đây nó mới cái nhịp pullback. Em nhìn. Lên tới đây một nhịp pullback này. Em nhá. Và lúc này nó pullback về. Nó pullback về thì nó confirm cái đỉnh swing high mới bên trên này. Được chưa? Và cái đáy swing low lúc này của H1 nó nằm bên dưới này, và cái trading range đối với H1 M15 mình đánh giá là khá là rộng một tuần tới em nhá. Rồi thì nếu mình nói luôn này,
nó sẽ có hai khả năng xảy ra. Ở đây có một vùng order block khá là đẹp, định giá khá đẹp, chưa bị mitigate nha. Cái vùng giá này em tự xem nhá. Thì có thể là mình đánh giá là khả năng tuần tới nó sẽ vẫn có nhịp pullback về, nó khai thác hay còn gọi là mitigate cái vùng order block bên dưới này, và sau đó chúng ta sẽ mua lên. Còn trước khi mua ấy, thì em nhìn cái chỗ cái đoạn bên trên này nó có phản ứng không, thì có thể là em cái chỗ đoạn này hình thành cấu trúc internal nhá, thấy không, nó hình thành cái cấu trúc internal và sau đó gì lên tới đây là sweep instrument này, lấy instrument này được chưa, và xuống đây nó lại BUS hình thành cấu trúc internal này, đúng không? Thì có thể là lên tới nó chốc, đúng không? Thì mình nghĩ là gì, là cái sóng internal của cái khung H1 này, nếu mà sau khi nó chốc qua cái đỉnh này ấy, chốc này, wap này, thì có hai khả năng xảy ra đấy nhá. Một là lấy được instrument của cái sóng chính, do H1 chính, sóng bây giờ chính ý, nó là điều quan trọng nhất, và lấy được thanh khoản thì tiếp tục tăng lên và sẽ hướng về cái đỉnh swing high này để khai thác, để phản ứng. Và trường hai là nếu mà thiếu thanh khoản thì đây chỉ là một pha chốc fake thôi, chốc gọi là chốc tạm thời em nhá, và tiếp tục nó sẽ kỳ vọng xuống, nó giảm xuống theo chiều cao tờ này, và nó sẽ hướng đến vùng order block bên dưới này, nó sẽ có phản ứng tiếp theo, và anh em có thể đợi cái bùng giá là em mua lên. Anh hiểu không, hiểu cái ý tưởng mình muốn nói không đấy? Còn trường thứ ba ấy là nó sẽ hẳn về cái vùng extreme bên dưới này, extreme bên dưới này, thì cái xác suất để nó về vùng này vẫn có thể xảy ra nếu cái vùng bên trên này fail em nhá, và tiếp tục em đợi về vùng này em mua lên, và maximum target là vẫn lên cái đỉnh swing high bên trên của H1 này, ok nhá. Và đối với cái trường hợp mà nếu cái vùng này fail thì em có thể là sell tiếp counter về hẳn vùng extreme, còn vùng này mà đỡ được giá thì thôi, em vẫn ưu tiên vào những cái lệnh buy theo cái chiều thuận xu hướng hay gọi là progen thay vì sell counter em nhá. Còn trường hợp cái vùng này nó fail, nó xác nhận đảo chiều là nó xác nhận là vùng này không giữ được giá nữa ấy, nó đóng nến qua rồi ấy, nó gọi hay còn gọi là breakout ấy, thì anh em có thể sell counter xuống được em nhá. Còn đối với trường hợp này này, khi hiện tại internal đã chốc thế này thì em tốt nhất anh em đừng có sell chặn tàu như này nhá. Mình khuyên anh em thì đánh H1 M5, đánh intraday đấy, đánh trong ngày, mở lại trong ngày đấy, thì khuyên anh em đừng có sell chặn tàu. Vì sao? Sóng chính của nó vẫn đang là một con sóng tăng em nhá, và về lấy instrument và hình thành cấu trúc internal nó đã chốc đảo chiều thì khả năng vẫn có thể nó hướng tới tiếp, mà nó sẽ không khai thác cái vùng extreme bên dưới này là chuyện hết sức bình thường. Ok rồi, thì đấy là view H1 M5 nhá, hai cái vùng anh em canh có thể mua được hai vùng này, được chưa? Rồi, còn lên từ đây mà sweep cái đỉnh thì em lại sell xuống đấy. Thì đấy là view thằng EU. Còn bây giờ mình sẽ sang tiếp thằng GU nhá, GU khung ngày này. Thì cái sóng GU khung ngày nó cũng giống thằng EU thôi, nó nằm trong một khối, cái khối Eurozone, nhưng mà thằng Anh nó Brexit ra rồi thì nó tóm lại nó vẫn cái chạc, cái biểu đồ vẫn chạy la lá như nhau, xem nhau thôi em nhá. Vẫn là sóng downtrend sau khi chốc qua đáy swing low bên dưới này, và vẫn hình thành một vùng XGBI ở vùng cực trị mà chưa bị mitigate, và sóng này vẫn là sóng nội bộ hay còn gọi là sóng internal thôi em nhá. Nó chạy loanh quanh đây mấy tháng rồi liền. Thì để ý này, phân tích cái sóng internal của khung ngày nhá, đúng không? Thì trên đây nó chính là chốc của khung ngày, em đồng ý với mình không? Và sau đó là gì, là xuống tới là BUS, ok các anh em. Và chỗ này là build cái instrument này để nó confirm cái đáy swing low của sóng M1 sóng khung D1 internal này, được chưa? Trên đây nó build một cái đỉnh swing 2, trên này là về phản ứng này nó sweep này, em đồng ý với mình không? Và em nhìn này, cái chỗ vùng này có phải là đây chính là một cái vùng order block của sóng M1 sóng D1 khung sóng khung ngày đúng không? Nó phản ứng. Và em nhìn cái khung lâu tham phim từ vùng H2 đi, em nhìn nhá, có chốc thì khi nó về nó phản ứng này thì chốc nó bên dưới đây em nhá. Còn bây giờ sau khi nó phá lên tiếp thì chốc lúc này nó chuyển dịch lên tới đây, chốc được chưa? Còn trường hợp bây giờ nhá, em đợi sang tuần nếu H2 nó pullback về, nó chốc đảo chiều thì anh có thể sell theo chiều pull trend xuống được, ok phải không em? Nếu trường hợp mà nó chốc cái vùng chốc này đây nhá. Còn trường hợp tiếp theo là gì, nó mà đóng nến qua tiếp thì có nghĩa là gì, sóng internal này nó chốc đảo chiều từ giảm thành tăng rồi, và tiếp theo khả năng cao là sẽ hướng về cái extreme của
của xuống swing này, hay còn là xuống major này em nhá, được chưa? Ok rồi, thì đấy là cái ý tưởng giao dịch. Cái vùng này là vùng phản ứng cực kỳ quan trọng này, em có thể canh canh một nhịp sell cho anh xuống được nếu ở khung H2 hoặc H1 của setup em nhá. Rồi và hai target, một là target về đến cái đáy swing low bên dưới đây, swing low của sóng major, còn hai là xuống swing low của cái sóng internal của khung daily. Ok đấy, thì đấy là hai cái ý tưởng của mình. Sang tuần tới anh em có thể là enter và chờ cái vùng này được. Rồi còn tiếp theo này, mình sẽ xuống H4M15. Thì sóng H4M15 của thằng GU này nó hiện tại đang là một con sóng đảo chiều từ giảm thành tăng, uptrend nhá, từ giảm, được chưa? Thì H4 này về đây là sweep cái đáy swing low H4. Ok phải không anh em? Thì em để ý này, cái chỗ này nó chính là một cái nhịp nó BOS nha, phải không? Và sau khi về đây nó muốn về nó sweep này, được chưa? Nó lên tới đây nó thực hiện hành vi là BOS tiếp theo này. Rồi đồng ý không? Và lúc này sau khi nó BOS lần mới nhất, lần gần đây nhất từ tuần trước này, thì đấy lúc này nó đang build một cái indication mới bên dưới đây, indication vùng giá đây em nhá. Ok thì em để ý cái chỗ đoạn này nó đang phản ứng cái đỉnh nó mới tạo này. Chỗ này nhìn kỹ ra nhá, zoom out ra nhá, à zoom in nhá, thì có phải là gì nó đóng nến qua không quét thanh khoản em, anh em đồng ý với chỗ đoạn này mình không? Thì nhưng mà cái đỉnh cũ này nó đang quét chỗ này này, nó quét này, đồng nến nó quét rồi, thì có thể mình nói luôn nhá, có thể này lúc này sang tuần nhá, ngày mai ấy, thứ hai ấy, anh em xuống M15, em nhìn cái cấu trúc M15 này đúng không, em canh chốc xuống thì anh em nhìn cái cấu trúc này, cái chỗ này nó chính là chốc, đồng ý với mình không? Lên tới đây là sweep này, sweep indication, đồng ý không? Thì có phải là gì bây giờ nhá, đêm nay ấy là có phải là 4 giờ sáng bắt đầu thị trường market nó chạy phiên Á trước, nhưng thì mình nói luôn là gì, có thể là sang ngày mai bắt đầu nhịp điều chỉnh về, mình nghĩ khả năng cao là như vậy, vì trên đây nó quét thanh khoản của này rồi ấy, thì bắt đầu chốc thì anh em có thể sell nhịp về bắt đầu được, đặt một lệnh như này em nhá, sell về đâu, sell về thẳng cái indicator H4 bên dưới đây em nhá, nếu đặt target thì được khoảng 8R. Ok phải không em? 240 quay trở lại hai thang phim này. Đấy thì đấy là cái ý tưởng mà mình, nếu đánh H4M15 thì mình sẽ canh mình đánh một nhịp counter về được là như thế. Về đánh counter target thì về đến cái indicator bên dưới này em nhá. Và nếu cái vùng này có setup thì chúng ta lại mua lên tiếp theo chiều pro trend, còn trường hợp mà thủng thì chúng ta sẽ đợi cái vùng order lock bên dưới đây. Thủng chúng ta lại canh mua tiếp cái vùng bên dưới này. Có setup thì chúng ta lại mua lên. Ok, phải không anh em? Rồi, thì đấy là hai cái ý tưởng mà có thể là sell counter được và xuống đây chúng ta đánh pro trend được em nhá. Dưới đây có một vùng extreme này cũng khá đẹp, cái dâu này nó quét thanh khoản rồi này. Hai cái vùng này anh có thể canh mua lên được theo chiều H4M15. Hai vùng này, nếu hai vùng này fail thì sẽ cái vùng thứ ba bên dưới này chúng ta sẽ đợi. Ok rồi, thì đấy là tất cả của cái kế hoạch giao dịch của H4M15 của tuần tới. Còn vẫn có thể một khả năng nữa xảy ra là gì, cái vùng này nó phản ứng này thôi và sau đó là tiếp tục nó lại tăng lên tiếp em nhá, được chưa? Vì sao sóng khung ngày nó vẫn là sóng tăng, H4 đang là sóng tăng thì kệ nó, thì bây giờ chúng ta sẽ phải đợi phản ứng tiếp theo là gì thôi. Và cái khung ngày chỗ đoạn này này nó chính là cái vùng extreme, cái extreme PI của sóng internal của khung ngày, cái sóng nội bộ đấy, thì có thể là nó phản ứng chỗ này và nó pullback về dưới H4 là chuyện bình thường nhá, và sức nó pullback về sau đó lên nó quét đủ thanh khoản thì lại tăng lên tiếp, khả năng như thế. Ok hoặc là cũng có thể đảo chiều. Thì mọi cái kế hoạch trong trading này nó đều hoạt động theo cái tính xác suất của nó thôi, thì anh em cứ phải lên trước và anh em đợi. Quan trọng nhất là gì? Quan trọng nhất trong trading này em phải kiên nhẫn, có cái tính là chờ đợi kiên nhẫn được. Thì nhất là em nào mà đánh swing, đánh dài hạn
thì anh em phải đợi đợi cho nó đi đúng kế hoạch và nó về đúng cái vùng, cái vùng anh em chờ, cái vùng anh em có thể là đợi cái vùng đấy để có setup thì em có thể là tham gia giao dịch. Ok rồi nhá, tiếp theo là mình sẽ xuống H1 đi. H1 này, H1 15 nhá. Thì cái sóng H1 lúc này em để ý nhá, nó cũng đang là một con sóng uptrend, sóng tăng, được chưa? Thì để ý này. Cái chỗ bên trên đây, bên trên này này, nó chính là một nhịp BUS nha. Đồng ý với mình không? Thì có phải là sau khi nó BUS qua cái đỉnh này này, nó chạy một mạch lên em nhá, và chạy lên tới đâu? Chạy lên tới tip ở trên đây này, giống thằng EU thôi mà. Instrument. Thì lên tới đây nó bullish về, nó lấy thì nó lại BUS lên tiếp phát nữa. Đây thì đây là lần BUS mới nhất. Tính từ 6 tuần trước đóng đến đóng phiên. Ok. Thì sau khi nó BUS và nó quét, em nhìn này, nó đóng đến qua, nó quét liên tục này, nó build một cái nhịp initiation mới bên dưới này này. Đấy, cái vùng giá này. Phải không em? Thì đối với mình nhá, mình nghĩ là cái khả năng ấy để mà nó lại tiếp tục nó pullback xuống vẫn có. Hoặc là lúc này nó lại tiếp tục, em nhìn này, lúc mà em có thể dùng cái Fibo ấy, em đo, có thể là gì, cái chỗ đoạn này này nó chính là một cái vùng order flow này, hay còn lại là vùng Fibo 50 0.5 đến 0.618 này, cái vùng bên dưới này. Thì có thể mình nghĩ khả năng cao ấy là gì, là nó sẽ một nhịp pullback về hẳn cái vùng bên dưới, nó trùng cái đỉnh này. Nếu mà em đánh theo projection đúng không, nó sẽ trùng với vùng Fibo 0.5 đến 0.618 đúng không, và tiếp theo là nó lại tăng trưởng lên tiếp, nó sẽ phá vào cái đỉnh hiện tại này em nhá, và instrument lại chuyển dịch lên. Em hiểu không? Còn cái khả năng để mà nó pullback hẳn về cái vùng bên dưới này vẫn có, nhưng xác suất thấp, đối với mình nghĩ là như thế. Và một cái trường hợp nữa là gì? Tiếp tục lại tăng lên tiếp. 2, 3 cái trường hợp anh thế. Còn sell chỗ này nó cũng rủi ro thôi anh em ạ. Nó cũng không hẳn là... Nó cũng có đúng setup, tại vì sao? Em nhìn này. Miễn sao nhá, giá nó BUS qua rồi và em có thể sell về, sell qua thời đúng, gọi đúng theo sách giáo khoa. Nhưng mà chỗ này cái xác suất không cao thôi anh em ạ. Em xuống 15 nhá. Nó không cao thôi. Em đồng ý mình không? Nếu mà chốc của 15 lúc này nó đang ở đâu? Nó ở dưới đây này, nó chưa chốc nha. Đồng ý không? Nó phải tiếp tục lột phá xuống tiếp, nó chốc em nha. Được chưa? Và sau đó là gì? Em đợi nó cũng lách về. Như em để này, cái chỗ là build thanh khoản một loạt chỗ này, và trên đây hết vùng order block rồi. Khả năng đây chỉ là một cái bẫy thôi, để em sell FOMO chỗ này thôi nha. Và sau khi nó chốc này thì em tham gia dịch về đây đúng không? Và sau đó gì? Đã tụt nó tăng lên tiếp, nó quét hết stop loss của anh em bên trên này. Em hiểu cái ý tưởng không? Đấy, cho nên là gì, mình nghĩ là đây khả năng là một cái bẫy thôi. Và em đừng có khuyên anh em là gì, đừng có sell vội vàng sell chỗ này nhá. Phải đợi thêm một cái nhịp nó tăng lên tiếp. Em nhá, được chưa? Đồng ý không? Và sau đó là nhịp pullback hẳn hoi về thì em sell là đẹp bái nhất. Với cái momentum đang thẳng đứng lên này thì khả năng về hẳn dưới đây là xác suất thấp. Không phải xác suất bằng 0% đâu nhá, vẫn có xác suất. Nhưng mà bao nhiêu phần trăm thì mình không biết. Nhưng mà đối với mình là xác suất thấp hơn so với hai cái kế hoạch mà nó về, nó phản ứng vùng Fibo này, hay gọi là cái vùng đỉnh cũ, hay gọi là vùng order block này. Cả cái vùng này nó vùng order flow. Cả cái vùng này nó gọi là vùng order flow này. Em nhá. Đấy, hay còn gọi là vùng đỉnh này cũ đấy. Ok, thì đấy là cái view của H1M5 thằng GU. Đối với mình là như vậy. Rồi thì cái video ngày hôm nay nhận định thị trường cuối tuần thì mình cũng xin kết thúc tại đây, và cảm ơn anh em đã xem đến giờ phút này. Ok, mình gần thời gian gần đây một số anh em cũng trong nhóm ấy, trong nhóm Discord của chúng ta ấy, thì cũng có hỏi là mình đợt này bận cũng không có thể là làm những cái video recap lệnh theo cái chuỗi series nhật ký giao dịch hàng ngày của mình được, thì anh em hết sức là thông cảm cho mình em nhá. Ok, tại vì đợt này mình đang bận một số công việc khá là bận, nên là mình không sắp xếp, vẫn chưa sắp xếp được, nên là anh em phải thông cảm. Và mình nghĩ là với những cái video mình up trên kênh ý, thì cũng mình thấy cái số lượng nó cũng khá để gọi là những cái case study để anh em có thể là, ngoài cái việc học lý thuyết cái bộ 18 video và cái bộ 12 video cái kiến thức nhập môn, thì anh em có thể là theo dõi cái bộ nhật ký giao dịch của mình hàng ngày. Mình nhớ không nhầm là khoảng tầm 80 mấy video, em có thể học khá được cái lượng kiến thức ở trên đấy đấy.
mình nghĩ là cũng không cần phải quá là nhiều đâu, tại vì mình nghĩ là nhiều có thể là anh em xem em có thể là gọi là bị bội thực em nhá, xem nhiều quá thành lẫn, nên là cũng có thể là thời gian này nó cũng trùng với cái thời gian mình bận, nên là có thể là cũng để một cái chút để anh em có thể là bình tâm bình tĩnh mà anh em có thể nghiền ngẫm cái bộ video đấy của mình được. Mình khuyên anh em là cứ chịu khó cày xem đi xem lại cái bộ video đấy, nó sẽ rất là giúp ích cho anh em trong cái quá trình anh em rèn luyện cái kỹ năng giao dịch của chính mình, chính bản thân anh em. Anh em nếu anh em theo cái bộ môn SMC này, Smart Money Concept này, được chưa? Đấy thì cái video này hôm nay mình cũng chia sẻ đến đây thôi, và thân ái chào tạm biệt anh em, chúc anh em một tuần giao dịch thuận lợi, xanh tài khoản. Ok, bye bye anh em nhá.